quà nha. Tặng một chai thóp thôi. Tặng một chai thóp thôi. Rồi tới cái màu kế tiếp. Bột màu khô. Màu khô lắm. Khi đắp thì rất là dẻo nhưng mà khi mà xong rồi thì nó rất là màu khô ha. Đúng. Set này có 15 màu ha. 15 màu mới ra ha. Rồi, 15 chưa? Chưa màu, chưa. Màu những màu, màu em làm á, em đẩy lại để qua bên brush. Nè các bạn thấy không? Hello, bây chị, giờ những cái collection màu nút ra của Chanel nó có những cái tên khác nhau. Và những cái tên này nhìn nó rất là sang. Ở đây là những cái màu mình đặt một cái tên. Cái Salad Pink này ha. Salad hả? Cái là Pixel Swim. Cái này là giống như cái màu nó giống như Swim vậy đó. Tại cái bột này anh là chưa có tung lấy gấp size được. Tại vì đây là cái hàng mà anh là chuẩn bị lên làm cho một cái show nail. Và mình sẽ tung ra thị trường. Nên có thể là sẽ post lên sớm cho mọi người order. Thì cái các bạn thấy không? Cái màu nó giống như Ice Cream vậy đó. Nó rất là đẹp. À, nó có một xíu. Làm lên sample mọi người sẽ thấy. Chỉ có cái tip này mà vừa không? Không, tip này thôi. À, các bạn thấy nhìn anh lại bỏ lên này ha. Nó rất là dẻo này. Các bạn thấy bột nó chín rất là tự nhiên không? Anh lại chỉ cho mọi người đắp bột á, các bạn lưu ý cho lệch á. Bột mà các bạn lấy lên mà nó nhão liền á là thật sự nó rất là mau khô, các bạn control không được. Nhưng mà khi cục bột các bạn lấy lên á và các bạn thấy không? Nó sẽ đi vô từ từ như vậy này. Từ từ nó chín như vậy này, có nghĩa là các bạn rất là dẻo và cái thời gian nó rất là lâu. Đó, thì bỏ lên này con thấy không? Đó, thì nó rất là dẻo. Thấy không? Nó khác biệt chỗ đó. Nên khi các bạn bỏ bột lên nail cho liệt á, lưu ý đừng có bỏ lên liền. Các bạn phải đợi cho bột nó chín xí đã, các bạn bỏ lên thì nó rất là mượt và thứ hai nó không có bị hở. Bởi vì đa số nhiều người khi mà đắp bột các bạn bỏ lên quá sớm. Thì khi các bạn bỏ lên quá sớm á, cái bột nó không có chín kịp. Nó không có chín kịp thì nó dẫn đến cái hậu quả là nó bị leak ở dưới đó. Hello. Nên lưu ý điều đó nha. Hello chị, em nghe chị ơi. Ở cái màu rất là đẹp này, cái màu giống là stream như nó giống như kem vậy đó. Đó, rất là đẹp, rất là natural. Bây giờ anh đang làm live á, đang làm live những cái mẫu. Thì anh lịch nghĩ cái hàng lên có thể là cháy hàng. Tại vì rất là nhiều người thích màu nude và thích những cái màu này. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp, thấy không? Nó rất là đẹp và nó không có bị marble. Đó. Và cái bột này của Alex nó cái hay á là của công ty Alex có cái hay á là các bạn vừa đắp được, các bạn vừa dip được, các bạn vừa làm 3D được, các bạn vừa làm ombre được. Đó, nó là 4-in-1. Đó. Đó. Và cái hay á là bột Alex nếu các bạn có limit á nó cũng không có đến bị đơ hay là bị gì. Đó. Rồi, các bạn thấy không? Này cục bột này ha, mình phải thấy được cái độ dẻo của nó như vậy này. Đó là nó good. Đó, bỏ xuống. Bây giờ lại sẽ bỏ cục thứ hai lên nha. À, để thể hiện tình yêu may mắn. Dạ, bột này em dùng liquid nào cũng được nha. Nếu mà liquid mau khô thì em dùng liquid em đắp nhanh tay một chút. Nếu em dùng liquid solar thì em đắp vô tư. Đó là coi như là nhiều time hơn cho em, có nghĩa là em đắp móng dài hay móng ngắn tùy vào có nghĩa là cái speeding của cái bàn cái khi mình vuốt bột đó. Đẹp quá. Nếu mà mua lẻ thì 15 đồng, à 18. Mua 18 đồng, còn mua set là 15 đồng ha. Uh-huh. Được tặng chai top. Top. Chai top nữa. 15 nhân 15 là 225. Đẹp lắm. Alex nghĩ mà mấy cái hàng gì các bạn làm khách rất là thích và có thể là cháy hàng á. Thì Alex không nói thành thánh gì hết, Alex chỉ nói là nó good. Nó good và nó dễ đắp thôi. Đó đây là cái màu ice cream ha. Đó rồi bây giờ Alex sẽ đắp qua. Alex sẽ làm một cái ngón ombre cho mọi người xem thử ha. Làm xong cái ngón ombre nữa là coi như là Alex nó giống như Alex luôn. Nó thương lắm á. À, ship qua Anh Quốc được không chị? À được nha. Được luôn Hoàng Quyên nha. Nếu mà ship ra ngoài nước thì bắt buộc là các bạn phải trả tiền shipping ha. Còn mà ship trong nước thì over 100 là phải không? Fee shipping. Các bạn nhớ nha, cái ombre chỗ này mỏng nha. Hồng Nguyễn Hiến. Mỏng này ha. Mỏng ha, các bạn thấy không? Cái bột rất là dẻo.
thấy không, alet kéo thì trên xuống này nó vẫn còn dẻo này, nó vẫn còn đủ ướt để mà nó không ướt bị này, khô này, không có đùng này. Mình có thêm tham để mình chỉnh hoặc là mình nắn nót cái móng để khi mình ít dũa lại. Và cái... alet thật sự alet nói mình là một nghề nail, khi mà các bạn đắp cục bột các bạn thấy nó dẻo là các bạn thích lắm, thật sự nó giúp đỡ nó đi theo cái ý tưởng của mình, nó không bị lít. Tại vì khi cái bột mà nó càng dẻo thì nó càng bám, có cái độ bám hơn, lâu hơn. Đó. 714 nhớ chị. 714379. Này, cái bạn còn nhìn nó lại kéo ôm ray nha. Còn thấy không? Nó rất hòa, là nó hòa nhuyễn vào nhau lên, nó bị tách ra, nó rất là tự nhiên, đúng rồi. Nó hòa vào nhau, cái đèn nó sáng quá mọi người cũng thấy rõ được cái màu ở ngoài, thấy rõ để nó bổ không thấy rõ đâu, ở ngoài quá không sao đâu, mọi người mua về mọi người sẽ thấy. Đó là để khi nào em làm cái mẫu mà trên móng tay thiệt á, xong em chụp lên hình này cho mọi người xem thử, mọi người sẽ thấy được cái màu chính xác. Bọt đó không hả? Lấy miệng đi. Đó. Đó. Chị chiều nay có một anh tới công ty anh mua thiếp mua đồ những chiếc. Chiều anh gửi đầu qua trước đi. Mình quay phô kẹt vô cái móc kìa. Anh tới này lấy đồ. Đẹp quá, ở ngoài cái màu rất là đẹp ha. Vì đây là sáng quá nên là mọi người không có thấy rõ lắm. Màu đắp chưa hả? Chưa, những cái màu bên này chưa đắp. Em đắp xong em đậy lại em để qua bên này nha. Đây cái màu này màu ice cream nha mọi người. Màu chị, này. Chị Quỳnh Lương hiện tại là công ty chưa có mở cửa ha. À, đón mọi người, nhưng mà có giữa tháng 8 á là có thể là họ Just Nail sẽ mở cửa và đón tiếp các anh chị nha. Rồi chờ tới phiên màu gì? Tới màu gì? Cú la la hả? Tại nhiều la la. Nhiều người cái đòi tới công ty nhiều lắm. Lâu tới công ty thì mình họ thác được cái màu, coi thật sự cái màu thì khi họ mua thì nó chắc hơn. Nhưng mà bảo đảm mà cái màu và bây giờ nó qualify good hơn, nó qualify good hơn. Tại vì thứ nhất á, tại sao? Tại vì công ty chưa có sắp xếp ổn định với lại chưa có đủ người á. Khi mà các anh chị tới sợ tiếp đón không được chu đáo lắm á, nên để công ty sắp xếp đầy đủ tất cả, đầy đủ mọi người đó nha. Màu này màu tên gì? Mở ra coi đã. Hộ Việt. Màu này gọi là Salala, Salala Pink nha. Salala hả? Salala Pink á, bài hát Salala. Ồ, Salala la la. Just Nail. Ok chị, khi nào Just Nail chính thức khai trương tại Westminster thì sẽ thông báo tất cả mọi người anh chị nào nha. Các bạn thấy cái bột nó dẻo không? Alex control nãy giờ là nó không có khô. Này nó dẻo không? Này. Nó rất là dẻo. Sáng chưa? Rồi bây giờ Alex sẽ kéo con vây cho mọi người xem thử nha. Đây là cái màu Salala nha. Salala Pink Salala của Smile. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ lên này. Dẻo. Ui giời. Nó dẻo lắm, mượt quá. Dẻo. Ui giời, đẹp. Ui. Ra đẹp quá, đẹp quá. Nó khi mà nó ra ombre thì nó focus vô cái màu trắng lên. Nó bám vô cái màu trắng lên, nó không có bị tách ra, thấy không? Bởi vậy cái màu rất là dễ làm và rất là dễ vuốt cho những ai mà không có biết làm vuốt ombre mà còn chưa ra. Tại vì cái màu các bạn đang xài đó, vuốt còn chưa ra thì các bạn xài thử cái màu này đi. Vuốt bao nhiêu nó cũng ra hết, để lâu vuốt nó cũng ra mà để chậm vuốt mau nó cũng ra, đúng không? Cái mục đích mà của công ty Just Nail ra những cái màu ombre là dành cho những bạn mà mới vô nghề làm cũng được nữa. Tại vì Alex biết á, cái bột ombre á nó nếu mà cái thích mình khi mình mix á, nếu mà mình không biết cách mà anh chuyển á thì có thể là nó sẽ bị marble, là đôi khi đắp nó sẽ bị đơ đó. Các bạn nhớ khi mà các bạn kéo ra ombre thì các bạn đừng có lặp lại nhiều lần nha.
Phương Trinh ơi, set 50 màu vẫn còn sale nha anh chị. Có gì chị gọi vào công ty nha. 714-379-0858. Đánh nhầm chị cái pin cái số điện thoại lên coi. 714-379-0858. Đẹp quá. Trời ơi cái màu kìa. Mọi người thấy nè. Quay đây chị này. Quay tay lại đi. Đó. Bây giờ mọi người coi mà cách Alex apply cái màu lên này. Tối quá. Phải bên kia mới được. Đây cái màu đẹp này. Màu ice cream đẹp quá. Sáng. Bên kia sáng chiếu lại á. Chắc để cái nào mọi người mà tới được à. Ôi trời đẹp quá, đẹp ơi là đẹp luôn. Lát đem ra ngoài ăn nắm là mọi người sẽ thấy rất là rõ nha. Chị bỏ đây nè, em xoay cái màu lúc cho mọi người xem nè. Các bạn nhìn Alex đắp một cục bột từ trên xuống dưới nha. Là các bạn biết được cái độ dẻo của cục bột như thế nào và cái độ lâu khô như thế nào nha. Đó, nè, các bạn nhìn nha. Dẻo đây quá. Đây khá thì Alex kéo từ trên xuống đi. Dẻo hả? Dẻo quá. Bây các bạn thấy không? Bây giờ không biết nó dẻo giống như Smile hay là Alex nữa. Nè, nó dẻo không? Alex là uống nù. Alex là uống nù rồi. Các bạn thấy không? Đây là Alex đắp rất là mỏng, rất là mỏng. Các bạn thấy không? Từ đây xuống dưới mà nó vẫn còn dẻo này. Đây là những cái màu rất là mới nha, chưa có trên thị trường nhưng mà hôm nay là bắt đầu nha. Bây giờ các bạn là bắt đầu order là đã có rồi nha. Hi Christy Mary. Hi anh Trương Trần, khỏe không anh? Ok, bây giờ Alex sẽ đắp cục thứ hai lên ha. Alex sẽ đắp cục thứ hai lên cho mọi người xem nha. Nãy Alex đắp cục đầu tiên rồi. Này cục thứ hai này. Màu đẹp quá. Những cái màu này là chỉ có Chanel có thôi nha. Tại đây là những cái custom ombre đặc biệt dành cho tất cả. Thua tán đó, chưa ăn cơm. Tại vì đây là những cái màu mà công ty Alex muốn tung lên cái show. Những cái màu special. Tại vì Alex biết á, bây giờ là trong thị trường rất là nhiều người rất là đam mê những cái màu nude. Và họ săn lùng những cái màu nude và theo cái ý của những người thích. Và nói chung là đây là những cái ý kiến mà Alex làm cái màu nút thì ra cũng là từ những người khách thôi. Tại vì họ yêu cầu những cái màu như thế này thì Alex cũng gom góp từ những cái ý tưởng đó, cũng giống như là mình đã có một cái sáng tạo riêng thì mình sẽ tạo ra từ cái ý tưởng của khách hàng. Đó, thì mình sẽ tạo ra một cái màu nút nó giống như ý khách hàng muốn và cũng giống như là ý mình thích. À, các bạn thấy không? Nó rất là dẻo. Rất là dẻo ha. À, còn thấy không? À, đèn nãy giờ sáng Trích không có mở sáng. Tối quá. À, giờ thấy rõ luôn. Còn thấy không? À, nó rất là dẻo ha. Hàng độc quyền luôn nha. Chị phải xoay cái đèn, chị xoay cái đó mà chị thấy. Sao cái phone của Smile nó tối dữ ha. Ở ngoài em thấy sáng mà ở trong phone. Ở ngoài sáng ơi là sáng luôn, biết bao nhiêu cái đèn luôn á. À, bỏ đây mới thấy nè. Đẹp quá. Đây là cái màu tên gì Salala Pink. Salala của Smile. Đó. Xong rồi ha. Rồi. Quá. Tối thiệt ha. Ừ, tối tại nãy em nhìn cái máy Galaxy của Alex cũng tối. Nhưng mà ở ngoài thì nó sáng. Ok, cái màu này là màu Crystal Brush nha. Các bạn nhớ đây là những cái màu mà đây là những cái màu mà Alex sẽ đặt một cái tên. Làm rồi hả? Chị nghĩ làm. Chưa ha. Để coi cái màu đẹp không. Đẹp mà. Thế rồi. Sao lại kích thước nhỏ thôi, nó bự quá. Vừa. Chị làm sample mà. Mà chị làm cái size vừa được. Chị đâu có làm size này được đâu. Size vừa. Mà nhìn này. Bây giờ Alex sẽ làm thêm một cái ombre lại cho mọi người xem thử nha. Cái màu đẹp quá. Đây là cái shop white mà công ty Alex đã làm lại, nó rất là chuẩn, cực kỳ chuẩn. À, các bạn đắp, các bạn thấy không, nó rất là dẻo, thấy không? Uh-huh. Alex để này, nó xuống cái từ này. Nên bây giờ Alex sẽ vuốt xuống này ha. Các bạn nhớ khi làm ombre á, là chỗ này phải làm cho cực kỳ mỏng, ở trên cổ này. Nếu các bạn làm càng mỏng thì cái độ ombre các bạn làm ra nó càng đẹp, các bạn thấy không? Bột này đi xuống cái từ, các bạn thấy không, nó dẻo không? Nó dẻo này. Vuốt hai bên để làm gì cho tạo được một độ cong của bột này. Tạo cái độ cong. Hai anh Hùng, hôm bữa là anh có 6 màu rồi nha. Hôm nay là công ty mới ra thêm 9 màu, tổng cộng là có 15 màu. Nên nếu mà anh xài hết rồi thì anh order nguyên set luôn nha. Còn không thì anh có thể là order 9 màu
sau cũng được. Ừ, còn thấy không? Nó dẻo nè, anh Lịch lấy cục bột này, các bạn thấy không? Nó rất là dẻo nè ha. Kéo thấy nó dẻo không? Đó. Và cái hay á, khi nó khô cái là nó cứng liền. Đó, nó không phải giống như bột MMA. Bột MMA các bạn đắp nó khô nhanh thiệt, nhưng mà khi các bạn đợi đắp 10 ngón tay xong bột nó vẫn còn mềm. Nhưng mà cái thằng này á, nó dẻo, nó lâu khô hơn xí, nhưng mà khi nó khô là nó cứng ngắt. Đó, nó khác ở chỗ đó. Rồi bây giờ là sẽ bỏ cái ombre lên nha. Hai Sơn Nguyễn, hai Lương Ngọc Hinh, hai chị Nguyên Lê. Dạ đúng rồi, giọng của em á chị. À hôm nay em phiên dịch cho anh Lịch. Ừ, có thấy không? À nó rất là mượt ha. À, edit ra rất là mượt ha. À mấy cái này là các bạn dành cho mấy anh mới vô nghề là anh đắp là anh khoái. Bắt đầu anh kéo được rồi, anh khoái, bắt đầu ngày nào anh cũng ghiền hết. Anh ghiền là vô cứ chờ ông chủ cho em làm ông Ray đi. À, nói chung thì Alex biết á, cái tâm lý á, Alex đi dạy rất là nhiều và Alex học ra một cái bài học á, thấy học sinh họ góp ý cũng rất là nhiều. Tại vì có nhiều cái bột á, đôi khi thật sự bản thân Alex vậy, cái mít bột, cái pin mít nó ra không có được chu đi, nên bởi vì tại sao nhiều người họ vẫn cố gắng làm nhưng mà làm nó không có ra. Tại vì cái bột pin nó quá clear đi, nên nhiều người họ đắp cái cho dù một tay nghề giống như Alex đắp đi nữa nó cũng sẽ lòi cái pin lên. Nên nếu mà mình biết cách mix và cái màu nút thì các bạn sẽ không thấy sự khác biệt liền. Đó. Đẹp quá ha. Đó là sẽ kéo ra, các bạn theo. Chiều chị Nguyên Lê màu đẹp lắm. Ừ. Đó, các bạn theo. Nó ra rất là tự nhiên này. Này, đó là show quay gần đây này ha. Đó, cái này bỏ cái đèn cho mọi người thấy. Em quay ra. Này, các bạn theo. Trời ơi, đẹp quá. Em phải quay sát vô cái đèn đó. Ừ, xong rồi kéo từ trên này xuống nha. Kéo xuống để thể hiện là nhớ tới smile. Anh đã bỏ ra 2 ngày để anh đứng lắc bột. Nghiên cứu. Nghiên cứu xây bột. Đây là những cái smile của khách hàng nè. Smile giỏi lắm. Chị nè, gửi mẫu tới. Này các bạn thấy không? Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cục bột này Alex lấy này, các bạn thấy không? Nó chín rõ ràng rồi, thấy không? Nó chín này, các bạn thấy không? Nó chín này, thấy không? Nó không có bị đơ. Hả? Ok rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ vô nha. Lên. Dẻo quá. Đó, còn theo. Từ nha, giờ Alex sẽ bút xuống này ha. Bút xuống. Masli, anh kéo thử màu ombre đen trắng thử đi anh Smile. Bữa sau nha, bữa sau là hả Smile sẽ kéo trắng đen cho mọi người thấy nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về những cái màu nude nha. Anh Hùng ơi, bây giờ anh lấy một set đi, một set là tính ra một hũ có 15 đồng thôi. Còn nếu mà anh lấy lẻ mà không có đủ một set á, là tụi em sẽ tính 18 đồng một hũ á anh. Lấy thêm 6 màu đi ha. 6 màu kia cũng rất là đẹp. Thấy không? Nó dẻo không? Đẹp. Nè. Còn thấy không? Nó không có khô liền ha. Nó rất là dẻo. Nhưng bạn ở Việt Nam đòi đắp bột nhiều lắm. Bây giờ để Lịch kéo cái shop quay thử ha. Này, bỏ thêm xí đây nữa là xong. Chắc là làm thêm cái sample nó smile. Không, lát làm thêm cái mà mình đánh tên vô á. No, tại vì đi show phải có 2 cái sample, 3 sample. Tại ngoài nó mới làm xong một cái sample. Còn thấy không? Xong rồi ha. Rồi. À, anh Hùng ơi, cái 6 màu cũ á, thì bây giờ cái 6 màu hôm bữa anh order á, bây giờ tụi em á làm lại bằng cái máy á. Ừ, khác nên là lắm. Hả cái màu nó khác cái hôm bữa một chút xíu nha. Những cái màu bây giờ nó ra rất là chuẩn. Tại vì bên công ty là đã có máy móc và để thiết bị rồi. Đó, dạ. Các bạn thấy không? Nó khác này ha. Nên đó thì anh nên order lại một set đi. Tại vì những cái màu này là mix bằng máy á nên màu nó rất là chuẩn luôn. Màu đó là màu gì? Nó tươi. Màu này màu crystal clear này. David Nguyễn, một hộp lẻ nếu mà bán lẻ là 18 đồng nha. Còn nếu mà các bạn mua nguyên set á, tính ra có 15 đồng thôi nha. Ok, bây giờ là sẽ kéo ông Ray lại nha. Okay. Cuộc đời cứ gắn liền với ông Ray.
khách vô cứ 50-60 ha. Các bạn nhìn này, cái quay này các bạn thấy không, nó rất là dẻo này ha. Đây sẽ bỏ lên này, nó lại đắp giống như là này, các bạn thấy không? Đẹp quá, đó. Các bạn phải làm sao cho nó cong hai bên cái vòng này nè ha. Các bạn kéo xuống. À Nancy, chị Nancy ơi, set kỳ trước 6 màu á là tụi em mix bằng tay nha. Còn cái set 15 màu đây gồm có cái 6 màu trước nữa là tụi em mix bằng máy, nên là nó hơi khác một chút xíu về cái màu sắc nha. Nhưng mà những cái set 15 màu này á rất là chuẩn, nên là khi mà các chị, anh chị mà có cái set màu cũ rồi, mình cũng nên order cái set này nha. Thì nó cũng là màu cho ombre luôn, nhưng mà nó hơi khác một chút xíu. Thì thay vì như vậy thì mình có thêm những cái màu cho ombre. Và những cái màu này á là rất là dẻo nha. À, có ai thấy Alex cách đây một tuần Alex đã mang cái đồ lên cung trăng chưa? Đó là cái ngày mà Alex vô cái lò mít bột bằng máy á. Đó là Alex phải mặc cái bộ đồ ấy vô đó. Đó. Mobile. Đi Alex. Nó Alex đang làm mẫu á. Đây là cái màu crystal clear này, cái màu này là màu crystal, các bạn thấy nó trong không? Trong này. Bây giờ Alex sẽ làm cái màu giống như đây, mình chịu xoay xuống đây coi này. Cái màu rất là đẹp này. Các bạn thấy không? Đây này. Đây này, xoay gần như đây này. Không, ở ngoài. Là sao mà làm chắc phải đủ ánh sáng xí nữa. Được rồi, em làm đi, không sao đâu. Mọi người vẫn thấy rõ và theo dõi em mà. Ok. Rồi vô anh hơi, bây giờ Alex sẽ kéo ông đây này. Alex đang đắp liquid EMA của Chanel nha. No MMA, Alex đang đắp là EMA nha các bạn. Khi mà mình làm ombre á, mình nên để bột á nó ướt một chút xíu, nên là mình dùng EMA đắp á, ombre sẽ đẹp hơn nha. Các bạn thấy không? Này. Đẹp quá. Này, các bạn thấy không? Đây là cái màu cái sụt trong của Smile Mix ra nó rất là trong mà. Mà đắp lên nó rất là mượt. À, nó rất là mượt. Crystal mà, Plus. Mà Crystal Plus. Đúng rồi. Smile khỏe không đây? Này, có người hỏi thăm đây. Smile thấy mà. Smile phải trả lời. Trời ơi khỏe lắm, trời ơi. Sao nãy giờ chim mì im lặng dữ à? Chim mì im lặng vậy? Chim mì đâu rồi? Chim mì đây nè, chim mì đang ngồi bên chị đây. Chim mì dễ thương quá. Đang làm xem buông rồi nè. Xong rồi. Xong rồi, giờ làm thêm một cái nữa. Làm thêm nữa. Có cái gì hay lắm. Lát đi. Em dán gì? Còn thấy không? Các bạn nhìn này, cái màu nó rất là tự nhiên, các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên. Màu chuẩn, màu nó đi trong với nhau, nó không có bị tách rời. Nói chung các bạn mua cái set bột này về các bạn rất là thích. Những người mà không biết làm cũng biết làm. Rất là thích. Mà dùng cái chưa, bột em này chưa đắp một màu. Một màu chưa đắp, em mới đắp ombre. Em một màu, đắp thêm một màu nữa. Ừ, phải đi chung set chứ đúng không? Giống như vậy nè. Trời ơi, màu đẹp quá à. Mọi người rin ngay nha. Được tặng một chai top nha. Này, các bạn nhìn nó lại đắp lại một cục nha, các bạn nhìn này, thấy không? Nó lại sẽ đẩy lên nè ha. Đưa gần gần cho mọi người thấy nha. Bột rất là dẻo và rất là trong. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, dễ thương quá nhỉ, Smile ơi. Smile, trời ơi, dễ thương quá Smile ơi. Trời ơi, tội nghiệp chưa. Này anh lại sẽ đẩy xuống nè ha. Các bạn thấy cái bột nó dẻo không? Thấy không? Dẻo giống bột. Em làm nghề này chập nó coi như dẻo hết. Đó, dẻo hết. Nhưng mà đừng có đi quá được rồi, vừa vừa thôi. Màu đẹp quá ha. Cái màu giống như diamond vậy, em nghĩ bỏ top coat lên rất đẹp không chị? Làm ombre đẹp ha. Đẹp hơn mi nè. Mi làm bữa nay bị đỡ rồi. Bây giờ phải biết cảm ơn. Cảm ơn cái người lắp bột. Đâu? Tao. Nhậu á. Thay đổi phải nhậu. Đúng không? Thì sẵn nay chúng mới đi lên đi. Chị Hồng Lê ơi, set 50 màu vẫn còn nha. Còn mười mấy set. Còn mười mấy set nữa. Chị gọi vào số điện thoại 714-379-0858 để order nha chị. Wow. Còn thấy không? Đó, xong rồi ha. Hay là nhắn tin cho em cũng được. Đẹp đây nè. Đẹp quá thế này không? Này. Đẹp. Cái ombre ra rất là đẹp này ha.
Để đại khái là sẽ bỏ ngón treo cho mọi người xem màu thử. Màu em đang đắp tên gì ạ? Hả? Màu mới đắp xong tên gì? Để em bỏ những một cái top coat lên cho mọi người xem thử đi. Coral pink. Cái set bột mà trong những cái màu này, trong này là các bạn mua cái lớp Lichel á, thì có những cái màu mà công ty đặt Snell đã mix ra ha. Ví dụ có nhiều khách họ không muốn đắp lớp Lichel á, thì các bạn có thể lấy cái bột đắp ha, hoặc đắp cũng được luôn. Nó sẽ giống nhau hết. Màu nào em đắp xong em để qua bên này. Chị nha. Không Nguyễn, có gì inbox em hí, hoặc là inbox em số điện thoại. Này các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Alex vừa mới đắp xong này, nó khô liền, thấy chưa? Nó khô liền rồi này. Thấy không? Nó cứng ngắt rồi này. Alex sẽ vũ này ha. À, anh David Nguyễn ơi, order sang UK tùy theo vào cái order nha. Nếu mà càng nặng á thì nó phí ship nó càng nhiều hơn chút xíu nha. Thì anh cho em cái order đi, sau đó em sẽ track giùm cho anh cái phí tiền ship nha. À, bây giờ là sẽ dùa một ngón xong là sẽ bỏ cái top coat ra cho mọi người xem thử nha. Cái độ mượt của cái top coat, cái độ bột nó ra như thế nào. Ok. Đây là smile đưa lại cho top, lại lại thử cho mọi người xem đi. Hai chị Lina Đinh, dạ giọng của em là chị. Các bạn mà đắp cái bột này xong rồi nó mượt đó, các bạn không cần phải dũa nữa. Các bạn không cần phải dũa nữa. Các bạn chỉ chạy sơ sơ xong rồi các bạn bỏ treo thôi. Thầy Alex like trong Facebook Smile. À dạ đúng rồi. À, Alex đang ở trong Facebook Smile. Nhưng mà nói chung là mọi người trong Facebook ai không sao hết á. Bây giờ là cái may mắn là công ty Chasnel là 4 người được làm việc chung với nhau. Nên rất là may mắn, nên có nhiều cái ý tưởng cũng giống như là cái sự góp ý và cũng giúp cho mọi khách hàng. À, bây giờ là sẽ bỏ treo mọi người thấy thử nha, đây là cho treo nè ha. Là sẽ bỏ lên thử nè. Chị xoay sát cho chị cho khách hàng thấy. Trời ơi. Cái màu đẹp chưa? Rồi. Đó. Em để gần đèn đi cho mọi người thấy nè. Em vuốt cái xếp này đó. Rất là bóng nha. Rất là bóng. Và các bạn sơn top lên nè, các bạn thấy là cái ombre không? Đây là quay này cho mọi người thấy nè. Các bạn thấy không? À. Màu đẹp thật. Anh chị order có thể là inbox trong cho em nha. Đây là màu nha. Màu gì quên rồi, cái màu nãy màu gì quên rồi. Màu này nè. Màu đây là crystal đây này. Màu Salala Pink nha. Màu này nha mọi người, Salala Pink của Smile này. Thank you Lina Din nha. Đẹp quá, màu dễ thương quá. Kế rồi. Đây là cái mẫu Alex test ra đó, các bạn thấy không? Này. Lát nữa là hả, khi mà sơn hết top lên á mọi người thấy sẽ thấy ha. Smile hả? Smile đây nè. Chị Smile ơi, cái tay này trời ơi, Smile này cái tay như mập ú nù. lên đi em, lên hết đi. Ngày mai phải xếp hàng hết nha. Dạ, bây giờ đắp màu này phải không? Cái màu này dưới luôn là cái màu này nè, cái màu này để em coi cho ai. Em đắp cái nào em phải để Jimmy, để em động hang đi, gửi hết đi. Con này quên gửi rồi, đi động hang gửi đi. Lên đi. Chờ Nguyễn động hang đi gửi hết đi. Con này con thằng cái Smile anh biết kêu ổng đi luôn rồi. Ok rồi. Bây giờ Alex sẽ đắp thêm những cái màu khác cho mọi người xem thử nha. Hai anh Tuấn Độ, cái màu này là thuộc set ombre màu 10, cho ombre nha. Nó không có nằm trong cái set 50 màu. Bây giờ Alex sẽ đắp cái màu Crystal Brush này. Màu Natural Nude, đắp rồi, một chút đắp rồi. Cái này màu Peach này, Peach Pink này ha. Đó. Hi Max Lee, em đánh dùm cái số điện thoại vô cho anh Max order. Mọi người muốn order mà bột thì đặt set này là ưu tiên á, tại vì cái set bột này Alex chưa có ra nhiều. Alex chưa ra cho cái show và Alex chỉ ra được có cỡ 30 set thôi, cho cái dip thôi, cho cái bột nút thì thôi. À, nên là nếu mà ai order thì mọi người có thể đặt trên online nha. Cái nào có giới hạn à? Em lật ngược lên thôi. Okay. Không có lật ngược hả? Ừ, không. Em lật giống vậy nè, còn cái nào mà chưa có làm á em cho thấy tên. Ok. Vậy em thấy không bị lộn á. Ok, bây giờ là sẽ làm cái ombre của cái màu bis này. Giữ xếp đi. Buffer lát sơn top lên. Yeah.
Mẹ thương anh nha. Nga. Hi, I'm Henry Lee. Thùng mua, anh mua một thùng bao nhiêu? Một thùng bao nhiêu set? Thì kêu ảnh đi, à, lấy 100 set đi. Thì 100 set mua 10 bịch ảnh. Ừ, chị mì ra ra đi. Anh mua 100 set, 100 bịch tiếp á. Lấy cái giá, cái bản giá không sao được. Không, nó mua 10 thằng 1. Bây giờ anh là setup nhỉ ha. Ừ. Con thấy cái màu mà cái màu shop white nó rất là mượt ha. Đẹp quá. Khi mà các bạn làm cái ombre á, nhiều khi cái màu nổi bật hơn hay không cũng tùy thuộc vào cái shop white nha. Trời ơi anh Henry ơi, anh Henry ơi, em kêu anh nè, trời anh Henry ơi. Em kêu tên anh đi. Ok. Rồi em kêu tên anh lại đi được không, nghe muốn xỉu. Màu đẹp. À, Alex sẽ lấy cái màu đắp thử cho mọi người xem thử nha. Alex mà kêu là anh Henry xỉu. Thấy chưa nè. Đẹp quá. Cái màu này tên gì em? Hả? Màu này tên gì? Wow. Wow. Là màu tên peace pink. Cái màu màu peace pink như bạn là nó lợt lắm. Nãy lại sẽ xoay cái đồ lợt đây này. Này ha. Em đừng có xoay camera nữa. Đó, mọi người đang nói tại sao là hả cái camera mua quá. À, mọi người thông cảm nha, tại vì á chưa có cái cây thu cho cái camera không biết đâu mất rồi. Bây giờ là Christine đang lấy cái tay mà cầm mà hồi nãy là mỏi lắm rồi đó. Nhưng mà cũng ráng là hả cố gắng là hả chia sẻ với mọi người cái màu mới nha. Với lại chưa có ăn cơm nữa. Từ gì? Từ làm nail, làm nail xong xuống. Vũa nail xong rồi. Đẹp quá, màu đẹp quá. Hi Andy. Hai chị Hạ Trương. Đẹp quá. Em đừng có mua nữa là lát nó đụng. Ừ. Vậy đó. Ừ. Ok, rồi bây giờ là sẽ đắp một màu cho mọi người xem thử nha. À, đây là sẽ cho mọi người xem một cái màu chuẩn này ha. Khỏe mọi người đều khỏe nha. Andy ơi, Andy khỏe không? Andy qua Phước Lộc Thọ mà hôn thú mọi người nha. Ừ, bỏ vô này. À, em ơi mua 10 bọc hả? Mua 10 tặng 1 hay? 10 thùng hả? 10 bịch. Mua 10 tặng 1 thôi. Đẹp quá. Chị quay sát sát cho mọi người thấy cái màu bích này. Không, quay sát sát là nó bị mờ á em à. Vậy hả? Ừ. Tại vì á cái camera iPhone mà đâu phải Samsung đâu. Trời ơi, chị ơi sao chị nói không có được rõ hả chị? Chị ơi, em đói bụng rồi nè, em làm xem bộ này em đói bụng rồi. Em làm hết đi, còn mấy màu à. Thấy ai cũng bận sợ không ra được. Này. Này, thấy Alex vuốt không? Này, nó rất là dẻo ha. Bây giờ Alex sẽ đắp lại thêm một cái nhót trên nữa nha. Ê, hey, khỏe không? Ừ, khỏe ha. Trời ơi. Mấy tháng rồi. Gần 4 tháng rồi, gần 4 tháng rồi. 3 tháng rồi. 1 tháng có yêu nhau rồi. Chết rồi. Anh có thử chơi sách bột này chưa? Cái mới ra này rất là dẻo và cái màu đẹp lắm. Mà cái bộ này mình mua cái bộ kia, cái này mình chưa xài.
Cái này là ombre. Ombre không á hả? Ombre với một màu với một deep luôn. Màu với deep luôn, vừa đắp vừa deep. Nó đẹp lắm. Đẹp đó. Rồi một set này bao nhiêu thầy? 225. Check. Check hả? Cái check. Anh mua set này anh thử đi, đắp rất lắm á. Dạ, yeah. Anh vuốt không năm đây không ra là vuốt vẫn ra. Đó, người không biết vuốt bột cũng vuốt ra bột. Yeah. Cái set này rất lắm. Mà phải xài cái nước của nó phải không? Nấu, nước nào cũng được hết anh. Đây mình xài nước sô la. Nấu phải. Sô la, ô sô la ok. Sô la ok. Sô la là giống thường thường á, thường thường mà anh xài mấy cái solar này nó kéo thời gian thêm một xí. Dạ. Uh-huh. Yeah. Okay. Tùy em khỏe. Anh coi cái màu anh... này tới đây coi. Tới coi đi. Đẹp lắm, màu coi đẹp lắm. Màu. Đó vừa đắp một cục mà vừa đắp ombre đó anh. Vuốt rất là dễ luôn. Thì khi mình vuốt á nó phao kịch luôn, nó ăn liền vô cái màu trắng liền. Thì nó không tách ra được. Ừ. Đó mới gọi là ombre. Cái trắng bữa hổm là mình mua cái trắng nào ta? Cái trắng cái shop white mà cái đây là cái shop white luôn hả? Ừ. Cái của anh nào phải không? Ừ, cái đó shop white. Cái này là cái này là crystal clear nha. Cái này là crystal brush. Coi màu nó ra nó từ đậm tới lạnh. Anh coi em cái ông về nha. Orange, cream. Cái ông về xong cái để nhớ cái ngày mà anh tới này. Ô lỗ, trời đất rồi. Anh ở gần đây hả? À, nửa tiếng. Nửa tiếng chạy lại quá. Nhanh quá. Rồi. Ừ. Để tôi xin số điện thoại đi. Thế quá mà gần quá mà này, xin số điện thoại đi. Này, có cái nào vợ đang coi like không? À, ông mình tới mua tiếp mà ông đòi gặp Alex chết rồi. Nhìn cái kia đâu có chán đâu, cũng coi hoài. Người hoài. Nắm hoài mà. Anh thấy bột nó dẻo không? Này xuống dẻo ha. Dẻo. Bây giờ em kéo cái ông Ray thử nha, anh coi nha. Cái tên để em ghi cái receipt. Ok rồi bây giờ mọi người xem nha, đây là cái màu brush pink này. Các bạn thấy không, mỗi cái tông màu của Alex ra thì nó đều kéo ombre được hết. Đó, và nó rất là tự nhiên ha. Rồi bây giờ này, chị xoay cho đây này, sát cho mọi người thấy này ha. Cái này là 10 bịch phải không? Dạ. Ừ. Này Alex lấy ra các bạn thấy không, cái bột nó vẫn còn dẻo nè ha. Rồi anh trai tới coi em kéo ombre này, tới đây này. Nhìn này. Kéo nhìn cái tới mình nhớ nè, xong về đó rồi. Cỏ size mấy vậy? Cỏ này cỏ size 16 anh. 16 này chứ mình xài cỏ 14. Đâu sao đâu, không, vẫn kéo đi mà. Ừ, anh này. Dạ. Yeah. Cỏ 14 và 16 à. Kéo ông này đẹp hết. Anh thấy cái màu là đẹp không? Uh-huh. Này, đúng thấy rồi. Không? Đẹp không? Okay, đẹp. Anh đứng đây là anh thấy rõ ràng đúng không? Ok. Đó. Cái like mọi người thấy rõ lắm, anh thấy đây anh thấy rõ, anh thấy nó ra nó tự nhiên không? Cho em mượn cái điện thoại. Đó, rất là focus. Điện thoại em đây nè. Một set hả? Nguyên cái này là mới ra đầu tiên luôn á, mới ra hôm qua luôn á. Để họ Jimmy. Để em hỏi giá cho. 225 anh ơi. Này bây giờ là sẽ bỏ vô nè ha. 15 màu là 225 tặng chai thấp. 15 màu là cái này á. Dạ, 15 set. Màu á. Dạ. Ông rồi mới ra. Nó mỗi tên khác nhau. Tại vì những cái tên này là tự đíp được luôn. Đắp được. Đíp đắp 3D luôn nha. Tại vì cái tên này ví dụ như khách vô một khách hàng anh hỏi Peace Pink là này nọ là cái tên này em lấy tên từ tiếng Mỹ ra không á. Là có nghĩa là khách hàng họ hỏi những cái tên này. Okay. Lấy set luôn hả? Set luôn. Rồi ha. Trong kho có cái upgrade 15 á. Các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên thấy không? À, rất là tự nhiên. À, rất là tự nhiên ha. Ừ. Tại vì tụi mình mới làm sơ sơ thôi. Đâu cái này Mỹ trắng mình, đi đen. Mình phải đầu tư. Bây giờ anh làm sample ra giới thiệu mọi người á. Làm cái sample ra phải không? Để lên nó. Dạ đúng rồi. Anh vừa đắp bột màu rồi anh đắp ombre nữa. Thì vô nó thấy nó được, nó chọn. Vô em làm chưa? Em làm một màu chưa? Một màu à. Thì mình ăn 45 nữa hơi ngớn. 45 50 rồi. 60 thì xuống rồi. Đâu mình có nhiều cái cho khách lựa chọn, khi mà khách vô tới tiệm mình cái gì cũng có hết thì lần sau tất nhiên cái sự lựa chọn đầu tiên của nó vẫn là mình. Đúng không? Rồi. Em thấy cái xác bột 15 màu chưa? Ừ. Các bạn nhìn nha, nãy là sẽ bỏ lên nè ha. Em đắp một cục. Lỗ đắp cục hả? Giờ đắp một cục. À, tặng cho anh đi. Dạ. Tặng cây nữa hả? Tặng luôn bột. anh tới anh chở xe mọt tới anh kéo nguyên cái kho luôn. Tính ra đầu tư vô hố sale rồi, nhìn hàng đã đảo quá. Anh nhìn cái màu đây này, anh nhìn thấy cái màu nó mượt không? Đúng rồi. Nó mượt không? Mượt nó đẹp hả? Cái này khi mà mình dip á rất là đều nha. Các bạn chỉ cần dip thấy nó dẻo thôi là nó ra màu nó đẹp không? Màu nó không có bị mô bồ.
và rất là dễ kéo ombre ha. Những anh chị mà bắt đầu tập cái ombre á, có những cái màu này là họ mấy cái bột này mày... mấy cái bột này mà đưa thợ kéo thích lắm. Em qua có hai người khách đây. Nói gì cho mỗi lần mà nghe tới cái tên bột chắc tên là anh thích thích gì á, thích dẻo cái gì hết á, đắp nó dẻo. Thích nó dẻo. Hả, quan thấy không? Nó rất là dẻo ha. Rồi bây giờ anh lại sẽ gắn thêm một cục ở đây nữa ha, rồi anh lại sẽ qua cái màu khác. Anh lại là gắn thôi chứ không phải đắp. Cái chuyên môn của Alex là đắp bột nhiều nhưng mà Alex cũng nhiều làm dip cũng nhiều lắm. Bao nhiêu màu có thể cái này? 15 màu anh. 15 màu, 220. Đẹp không? Dạ, 225. Wow. 225. Dạ. Cái này về mà anh làm cỡ 4 bộ thôi là anh lấy vốn lại rồi. 4 bộ. Cỡ 10 bộ. 10 bộ cho 10 bộ đi. Mà 15 màu này mà anh nghĩ anh làm á, nếu mà anh làm cũng coi một hộp vậy thì anh làm cũng được 30-40 bộ rồi. Cái cây dũa này anh dũa được 50 khách á. Cái này không? Một cây vũ được 50 khách á. Mình kiếm cái tròn này lâu lắm rồi. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ làm quick frame Alex làm rồi nha. Rồi bây giờ Alex sẽ làm qua cái màu diamond pink. Diamond pink đẹp quá. Diamond pink. Hi Chrisley. Cái màu 15 ombre này á là 225 nha. Và tặng một chai top. Rất là đẹp. Những cái set màu này nó thuộc dạng là màu nude chuyên cho ombre và một màu nha. Những cái màu này là lấy từ ý kiến của khách hàng á. Anh qua anh coi này. Anh thấy ngoài là... tươi đúng không? Anh qua cái máy anh coi này. Nó tối đúng không? Cái qua anh coi này. Cái máy rất là tối nè. Thấy không? Thấy không? Ở ngoài rất là sáng, màu rất là trong. Đúng không? Đây là có khách hàng đứng đây coi như là mới nhìn thôi, nó mua nguyên hộp rồi quảng cáo giùm đi, quất hết đi. Không, ở ngoài là cái màu rất là đẹp và tươi nha. Tại vì cái máy Smile nó hơi tối á, nên các bạn nhìn là cái màu nó hơi đậm. Nhưng mà ở ngoài cái màu rất là tươi nha. Các bạn nhìn nha. Cái cục bột nó sạc từ đây này. Alex vô xuống này, các bạn thấy không? Này nó vẫn còn dẻo này. Ok, Chrisley ơi, nhắn inbox cho Christine nha. Inbox cho Christine nha. Nhắn tin nha. Các bạn có thể nhắn tin cho Christine hoặc gọi vào số điện thoại công ty nha. 714 379-0858. Em nói chị nó đã cháy hàng nghe chết nữa. Hả? Smile chưa đổ lộ. Smile chưa có hộp nhiều. Mới ra có 15 set này. 15 set mà nhiều người muốn đập rồi. Vậy hả? Tá tin nhắn chị lên mấy cái rồi. Này các bạn nhìn ở Diamond Pink nha. Lại put Diamond Pink nè. Cái diamond pink này tại sao lại gọi diamond, tại vì nó là cái shimmer, cái kiểu mà cái hột nó giống như là diamond vậy đó, nó rất là trong. Các bạn sẽ thấy được cái bột ở đây này, nó trong như đây này. Ở ngoài cũng thấy nhưng mà này anh rờ thử cái mát đây này anh rờ thử cái khác không, anh rờ thử cái mát khác, anh rờ khác không? Đúng rồi. Khác không? Khác rồi. À, nó rít không? Ồ lấy rồi hả? Ồ thấy lên Facebook có thấy rồi. Đã. Bữa nay ảnh mới nhắc mà quên á, đi xuống đây quên hết trơn rồi. Đi xuống đây quên hả? Trời ơi. Này bây giờ là sẽ kéo ombre này. Đây là cái màu diamond pink nha. Bạn thấy này. Sẽ kéo ra này. À nó rất là dễ không? Anh thấy nó dễ không? Ok chị Christy. Wow. Dạ em sẽ lưu số điện thoại là em gọi nha. Nó rất là dễ. Các bạn nhìn nha, nó rất là trong nè, nó dễ không? Nó trong lắm. Ở ngoài thì Alex cũng biết nó là sao, nhưng mà ở ngoài nó trong và nó rất là mượt. Cái easy comb hay là số 2. Đó rồi bây giờ Alex sẽ làm tiếp nha. Alex nghĩ cái set bột này thì nó chưa có ra nhiều nha. Thì Alex nghĩ tại qua Smile nó mới ra hũ có 15-20 set này. Nên Alex cũng có make sure là nó đủ để ship hay không. Nhưng mà những bạn nào đặt trước á, thì có thể các bạn sẽ có nha. Tại cái này là Alex làm cho show. Nên thì những bạn nào mà nhanh tay thì còn nha. Đó, đây các bạn thấy không, nó rất là đẹp, cái hộp rất là sang. Đó, đây là vài bữa các bạn tới đây là Alex có những cái văn phòng, có những cái sample mẫu lựa chọn. Đó, và Alex sẽ có những cái bàn như vậy, các bạn tới mình coi. Đó, khách hàng có thể tới đây là ngồi uống nước trà. Đó, rồi xem những cái mẫu mã. Đó, rồi bây giờ Alex sẽ làm qua cái màu khác, các bạn thấy không này, nó rất là tự nhiên, các bạn thấy không, Alex kéo rất là tự nhiên nè. Các bạn thấy nó đẹp không, nó rất là trong ha. Đó, rồi chị cầm cho cái máy em chị nè. Trời ơi, hai tình yêu chị, hai Phú, Phú phải không Phú? Hai Hải, Hải Nguyễn. Hải nên lấy bộ một set này về đi ha. Nói với chị, chị yêu nó lấy thêm một set bột này về đi.
Set bột này là coi như là kéo ông vây là đã luôn á. Là làm màu nút màu đồ mới ra là lại đặt cái tên á, thường thường mà Hải biết á, thường thường khách đi vô nó hay hỏi mấy cái tên này này. Mấy cái tên bột này này thì Adidas lưu là những cái tên này này. Salala Coraping này. Coraping này cái màu rất là đẹp này. Đó, đây là những cái màu mà Alex đã đặt ra trong từ những người khách hàng, họ đã đưa những cái ý kiến. Đó, thì Alex đã làm ra những cái màu này. Các bạn thấy không? Corona này, Corona Pink này ha. Nó khác nhau, các bạn thấy không? Khác nhau hoàn toàn. Đó. Đó. Còn bạn nào mà uống Corona nhiều thì nhớ tới Alex, nhớ tới Smile. Bữa sau đặt thêm cái Henneken nữa. Henneken hả? Henneken đặt màu gì chị? Ra thêm nữa, Smile ra thêm nữa. Còn cái này là Natural Nude nha. Cái màu này thường thường dành cho Mỹ trắng. Mỹ trắng họ hay làm rất là nhiều. Mỹ trắng họ nói I want natural nude. Đó, cái này là cái màu này là rất là chạy nè. Để bây giờ là sẽ cho mọi người xem thử cái màu này nó có mượt như thế nào. Hai anh Phú Trừng, cái giá đỡ cái đó là mua ở chỗ cái tay dạ thôi. Mình lấy cái ngón tay dạ nè, sau đó mình mua cục sugar mình gán vô thôi. Cái cục này là không phải cục shingum mà cục này là cục đất sét á, cái cục người ta gọi là cục đất sét, mấy đứa nít hay nặn chơi á. Xong mình mua về mình gắn vô. À, phải không? Đúng, phải không? Cho lấy cục sinh gum. Đúng rồi, lấy cục sinh gum nó dơ lắm. Đừng nghe lời chị Trích nha, nghe lời Alex đi. Thank you Maria. Hai anh Thiên Nguyễn. Hai chị Thúy Nguyễn. Các bạn thấy cái màu nút này nè. Cái màu nút này là biết á, ngày xưa có một cái màu của OBI á, nó hay bị marble. Đó, nhưng mà cái màu Alex biết ra nó không bị marble, các bạn thấy không? Này nó rất là đẹp. Đó. Hai chị Thúy Nguyễn tiệm Chastnail ở Garden Road nha. Alex hy vọng nếu mà Alex sẽ mở cái open ngày đầu tiên và cũng như sau này, Alex hy vọng mọi người có thể ghé thăm công ty Chastnail thì Alex sẽ mở và khai trương. Thì mọi người có ghé thăm đó, giống như mua sản phẩm cũng giống như công ty Alex sẽ chia sẻ những cách thức, những cái kỹ thuật làm đó. Phú Trừng ơi, những cái đó chờ là mình ra Nail Supply có nha. Vì Alex nó cũng không biết ở đâu mua nữa. Cái đất sét thường thường vô trong Michael hay vô trong Walmart á, nó có mấy cái đồ mà đất sét nặn mấy cái đồ chơi em bé á. Mấy cái trứng nó đôi khi nó bắn đất sét nặn mấy con có bông rồi đó. Thì mình vô đó mình mua Phú à. Hay là Phú ra ngoài Đắk Lắk, Đắk Nông ở ngoài xứ Huế á, ngoài Quảng Trị ở quê mình á, xong ra ngoài cái chỗ mà đất đỏ, đất sét, xong rồi Phú lấy đất sét Phú nặn xong rồi Phú đem về cũng cánh vô. Trời ơi. Dạ, Chastnail khi nào khai trương sẽ thông báo ngày chính thức cho mọi người nha. Thì ngày này chắc lẽ sẽ có cái promotion cho những mọi người. Sẽ mở một cái Dạ, cái ngày khai trương là chắc chắn sẽ có promotion cho mọi người online và tới công ty nha. Các bạn thấy không? Đó, cái màu rất là đẹp. Đó, cái màu này là không bị marble luôn. Đó, mà Mỹ trắng rất là thích. Tào lao kìa. Trời ơi, Hải này, Hải đâu rồi, Hảo đâu rồi, con Hải đâu rồi. Cái giá đỡ hả? Cái giá đỡ, ông nói cái giá đỡ đi, ông nói cục đất sét. Cái giá đỡ này hả? Cái giá đỡ này thì lên eBay mua này, có này. Nè là cho coi cái màu này. Con Hải của người miền Trung luôn đó. Tà lão nha, cái thằng này tà lão nha. Lo làm néo đi, hôm nay khách đóng lo làm đi. Hải. Rồi. Các bạn thấy không? Đó, đây là cái màu mà nút nha. Đó. Rất là đẹp. Đó. Thường thường Mỹ nó hay gọi là giống như màu American White vậy đó. Đại khái nó tương đương như vậy. Chị Thúy Nguyễn ơi, địa chỉ của công ty có trên Facebook Chastnail Supply nha. Trên cái page. Trên cái page á, chị vào đó là sẽ có cái địa chỉ nha. Và có số điện thoại luôn. Cái màu đẹp ha. Làm lẽ đôi tay chị mỏi quá. Rồi làm gì nữa, ombre nữa hả? Thì em một cái màu, một cái ombre. Cái nào cũng vậy. Em làm hết màu chưa? Cái cuối cùng á, hình như cái nó là sao? Cái nó hình như làm rồi. Chị không biết nữa, nãy giờ để... em làm 5 cái là được. Để em kéo thêm cái nữa. Hay là em làm lại đi. Làm lại gì? Làm lại mấy màu trước chị làm đó. Không, em nghĩ á, chị làm cái tip á. Cái tip vừa thôi. Đừng làm vừa quá. Chị Thúy Nguyễn ơi, lát em nhắn tin cho chị cái địa chỉ nha. Anh Thiên Nguyễn. Anh Lịch, tôi chạy 6 tiếng lận coi cho giá thơm nghe ông. Ai vậy? Ông Hải hả? Anh Thiên Nguyễn á. Thiên Nguyễn, Arizona. Ok, lên đây đi Thiên Nguyễn.
Trời gái qua Phước Lộc Thọ ha. Ăn uống xong rồi đi massage, xong rồi mua đồ về bên Arizona, xong rồi ghé tới Alex Trương. Rồi tới đây là Alex pha nước trà, rồi người uống dịp giò, xong rồi tám neo, rồi chia sẻ kinh nghiệm một xí, xong rồi về Arizona ha. Ok, bây giờ Alex sẽ kéo ông Ray cái màu nút này. Các bạn nhìn nha, đây là cái màu mà Alex kéo này. À, bỏ lên nè ha. Rồi nhìn nó làm nha. Này. Ông Hải ơi. Ông Hải ơi nhìn nè ông Hải ơi. Trời ơi ông Hải ơi. Đẹp quá. Đó, các bạn thấy chưa? À, rất là tự nhiên. À, để lại quay cho coi nha. À, rất là tự nhiên ha. Đó. Mỏi hả? Để em lấy cái đồ trống cho chị ha. Rồi xong cái nữa ha. Các bạn thấy không? Những chị anh Hải Nguyễn à, em à, chị cũng biết phiên dịch luôn á. Màu à. Mới đẹp, gửi cho tôi làm nghe. Gửi tôi đó. Làm. Màu mới đẹp, gửi cho tôi làm nghe. Ông Hải đó là coi như một ngày lỗ ngon. Ông làm đây mình nhiều lắm. Khách vô ai ông vụ gánh đây mình hết. Hay vậy. Ông mua keo gánh đá ông mua liên tục. Hay quá. Ok rồi bây giờ Alex sẽ chia sẻ với mọi người nha. Bây giờ Alex sẽ tạm biệt mọi người và Alex sẽ chiều này Alex làm xong cái mẫu hết, Alex sẽ cho mọi người coi những cái màu cũng giống những cái mẫu ha. Các bạn thấy không? Đây là cái mà cái mát này các bạn nhìn này. Alex chà tay lên các bạn thấy không? Nó cực kỳ mát này ha. Đó, đây là những cái mẫu cái nail. Đó, để Alex chuẩn bị đi show. Đó. Ok rồi đây thì có những cái sản phẩm mà Alex hay trưng bày đây. À, thì đây là cái bột mà sắt nút mà Alex mới làm lại, các bạn thấy không? Nó rất là đẹp này. Này. À, phải nhìn cái đèn sao ta. Sáng quá. Sáng quá. À, đây là những cái mask. À, cái mask là như thế này ha. À, đây là gel gánh đá, top, dip, đánh khom. Gel vẽ, lớp thì gel. Còn mua cái set này, các bạn thấy không? Đây là những cái màu gel mà Alex đã làm ra những cái màu á, fish skin á, nó những cái màu rất là đẹp. Đó. Đây là lớp gel. Không. Đây là lấy quật ha. Đó, keo. Đó, đây là cây. Đúng rồi. Đó là xét sảnh thứ hai của cái ngoài ở cái chỗ mà là phòng mà tiếp khách. À, phòng tiếp khách thì cũng có. À, đây là những cái Ok, thank you anh ha. Ok, thank you anh trai. Bye anh. Ok rồi Alex, bye bye mọi người nha. Có gì Alex sẽ hẹn gặp mọi người những cái like kế tiếp nữa ha. Rồi có những bạn nào muốn đặt màu thì cứ gọi vào công ty ha. 714 379 0858 vậy ha. Bye mọi người.